Nội thất Viva, tốt gỗ, tốt cả nước sơn. Bàn học trần sắc cách tân 2 tầng màu vàng. Bàn học sinh nhỏ gọn, thiết kế tiện dụng. Phần khung, răng bàn làm bằng sắt hộp chắc chắn, sơn tĩnh điện chống rỉ sét, độ bền cao. Thiết kế chân sắt chữ cao vô cùng chắc chắn, chịu lực rất tốt. Mặt bàn rộng rãi, thoải mái sử dụng, đặt được mọi vật trong tầm nhìn. Thiết kế tỉ mỉ đến từng góc độ, mang đến bộ khung vững chãi với khả năng chịu lực cao. Kết hợp thêm giá sách và ngăn bên dưới lưu trữ phân loại tăng tiện ích sử dụng, mang đến không gian vẻ đẹp hiện đại và nét tươi sáng. Nếu bạn đang có nhu cầu mua sản phẩm, hãy liên hệ Nội thất Viva qua hotline 0977118799 và 0933118799. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Nếu thích video, hãy like, share và đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video của chúng tôi. Nội thất Viva, tốt gỗ, tốt cả nước sơn. Studio 1, 160C, đường Trường Chinh, phường 12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Studio 2, 606 Nguyễn Văn Quá, phường Đông Hưng Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Hotline 0977118799, 0933118799. Sự hài lòng của quý khách là niềm hạnh phúc của chúng tôi.